Hoan nghênh đại gia lại đến Clear the YouTube kênh đạo. Xin chào mọi người, là mình Hoàng My Hường Cola đây. Chủ đề ngày hôm nay mình muốn chia sẻ tới mọi người, nhất là với những các bạn học tiếng Trung, đó là những cuộc thi mà dân tiếng Trung chúng ta nên biết và tham gia. Mình nghĩ tham gia các cuộc thi là một cách khá hiệu quả để chúng ta có thể nâng cao trình độ ngôn ngữ của bản thân. Bởi vì khi tham gia cuộc thi thì các bạn sẽ phải trau dồi cho mình những kiến thức, vốn từ và khả năng phản xạ thật là tốt. Và bên cạnh đó thì khi tham gia các cuộc thi thì các bạn còn có thể được làm quen, giao lưu với những người bạn, những người anh, người chị rất giỏi và học tập từ họ. Quan trọng hơn hết là các bạn sẽ được nhận những chiếc certificate cực kỳ xịn sò để làm đẹp cho CV sau này và cũng có thể là để làm đẹp hồ sơ apply du học nữa. Ok, giới thiệu thấy đủ rồi, chúng ta sẽ bắt đầu thôi. Cuộc thi đầu tiên mà mình muốn giới thiệu đến mọi người đấy chính là tranh biện tiếng Hoa. Tranh biện tiếng Hoa là cuộc thi thường niên do câu lạc bộ tiếng Trung trường Đại học Ngoại thương tổ chức. Cuộc thi sẽ được tổ chức vào khoảng tháng 3, tháng 4 hàng năm. Tính đến năm 2022 thì đã là lần thứ 7 được tổ chức rồi. Chỉ một năm trước đây thôi thì đối tượng tham gia mới chỉ là học sinh sinh viên trên miền Bắc và miền Trung. Nhưng năm nay, năm 2022 thì cuộc thi đã mở rộng quy mô lên toàn quốc, tức là cơ hội tham gia đến với tất cả ba miền của chúng ta. Đây là một cuộc thi theo team, một team có 3 người. Nếu như bạn không có đồng đội sẵn thì cũng không lo, vì ban tổ chức sẽ giúp bạn ghép team nhé. Các đội thi tham gia sẽ tranh luận về những vấn đề trong cuộc sống từ những câu hỏi mà ban tổ chức đưa ra. Vào đến vòng chung kết thì các đội sẽ được bày tỏ quan điểm và tranh luận trực tiếp với nhau trên sân khấu. Vì thế mình nghĩ rằng đây chính là cơ hội để chúng ta có thể trau dồi thêm kiến thức của bản thân về xã hội, đồng thời tăng khả năng phản xạ và tư duy phản biện của bản thân mình. Tranh biện tiếng Hoa cũng là một trong những chương trình lớn nhất về tiếng Trung do sinh viên tổ chức. Và giải thưởng của cuộc thi này thì cực kỳ hấp dẫn, sẽ không làm các bạn thất vọng đâu. Nhưng nếu các bạn đã bỏ lỡ tranh biện tiếng Hoa năm 2022 thì hãy cứ follow fanpage của chương trình, chờ đợi và luyện tập cho tranh biện tiếng Hoa 2023 nhé. Cuộc thi thứ hai mà mình muốn giới thiệu đến mọi người đấy chính là Tôi là diễn thuyết gia. Đây là cuộc thi do câu lạc bộ tiếng Trung trường Đại học Hà Nội tổ chức. Đối tượng là học sinh sinh viên yêu thích tiếng Trung trên toàn địa bàn miền Bắc. Cuộc thi này sẽ được tổ chức vào khoảng tháng 5, tháng 6 hàng năm. Đây là nơi để các bạn có thể thể hiện quan điểm của mình về một vấn đề nào đấy trong cuộc sống dựa trên chủ đề mà ban tổ chức đưa ra, hay đơn giản chỉ là kể những câu chuyện, những trải nghiệm của bản thân để có thể truyền cảm hứng, truyền những năng lượng tích cực tới mọi người. Điều đặc biệt mình thấy ở cuộc thi này đấy là khi mà các bạn đã lọt được vào vòng 2 thì các bạn sẽ được training bởi những nhân vật vô cùng xịn sò. Đấy là những anh chị mà đã đạt giải cao trong nhiều cuộc thi nổi tiếng, thậm chí họ còn là MC, biên tập viên của các đài truyền hình nữa. Quả là xịn đúng không nào? Vậy nên đến với cuộc thi, chúng ta không chỉ được bày tỏ quan điểm cá nhân của mình mà còn được đứng trên sân khấu diễn thuyết một cách chuyên nghiệp nhất. Mà theo quan điểm cá nhân của mình thì diễn thuyết là một kỹ năng mềm mà hầu như tất cả chúng ta đều cần. Vậy thì tại sao chúng ta không tham gia cuộc thi để có cơ hội lọt vào vòng 2, được trải qua cuộc training vô cùng xịn sò mà miễn phí này? Cuộc thi thứ ba mà mình muốn giới thiệu đấy chính là Thanh âm Hán ngữ. Đây là một cuộc thi khá là mới do Hanzi và Today Chinese tổ chức, dành cho những bạn yêu thích tiếng Trung và đam mê lồng tiếng. Cuộc thi này khá là mở và không giới hạn đối tượng. Chỉ cần bạn đam mê tiếng Trung và yêu thích lồng tiếng là bạn đã có thể tham gia, mà không cần phải nghĩ xem mình có phải là học sinh hay sinh viên học tiếng Trung hay không. Bạn chỉ cần tải app Peiyinshou và chọn một video mình yêu thích, sau đó lồng tiếng. Chỉ cần 5 đến 15 phút là bạn đã có ngay một video để dự thi rồi. Bạn có thể tham khảo video nho nhỏ này của mình. Thế giới này có bao nhiêu khó khăn, để chết có bao nhiêu khó khăn. Tôi chỉ muốn để bạn ở đây, để bạn sống không chết. Tôi càng thông khoái. Đau không? Tôi cũng đau. Tôi ăn những gì khổ, không phải là bạn đã cho. 这就是以后 我们要一起承受的 拜拜. Các bạn có thể thi theo cá nhân hoặc là thi theo nhóm, tối đa là 5 người. Và có một điều đặc biệt nữa của thanh âm Hán ngữ mà mình vô cùng thích, đấy chính là tất cả các bạn tham gia cuộc thi đều có thể nhận được những giấy chứng nhận của cuộc thi ở trên LinkedIn. Quá là xịn luôn đúng không nào? Còn nếu như các bạn cảm thấy chưa đủ tự tin hay là trình độ tiếng Trung của mình chưa đủ để tham gia cuộc thi thì hãy cứ follow fanpage của cuộc thi đi đã. Chúng ta có thể theo dõi những chiếc video lồng tiếng xịn sò của các bạn thí sinh. Thực sự là đối với những người thích nghe như mình thì mình khá là thích những cuộc thi như thế này. Và vừa hay, chung kết của thanh âm Hán ngữ năm 2022 sẽ được livestream trực tiếp trên fanpage vào lúc 20 giờ ngày 16 tháng 8. Các bạn hãy cùng đón xem nhé. Biết đâu chúng ta lại có cảm hứng để năm sau đi thi thì sao? Trên đây chỉ là một vài cuộc thi nổi bật mà mình nghĩ là đối tượng khá là mở để cho chúng ta có thể tham khảo và cùng tham gia.
Ngoài ra thì còn có những cuộc thi khác, ví dụ như là nhịp cầu Hán ngữ hay là cuộc thi thi hát tiếng Trung. Tuy nhiên thì những cuộc thi này giới hạn đối tượng sẽ nhỏ hơn. Và nếu như các bạn biết thêm thông tin của các cuộc thi khác nữa thì hãy cứ comment ở phía bên dưới để mọi người cùng biết và tham gia nâng cao tiếng Trung của bản thân nhé. Nếu như các bạn thấy video này có ích thì hãy like và subscribe cho mình để mình có thêm động lực làm nhiều video khác nữa. Và nếu các bạn muốn mình nói thêm về chủ đề nào thì hãy cứ comment để mình biết nhé. 谢谢大家。